là bác sĩ Thư Y. Hãy cứ tiếp tục xem để xem ngày hôm nay các bạn sẽ như thế nào nhé. Và trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn nhớ đừng quên bấm nút đăng ký nè và ấn cái chuông này nữa để xem thêm nhiều video thật là vui nhộn từ tụi mình nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho một ngày thật là vui vẻ nào. Xin chào anh, dạ anh bán cho em một hộp ăn chưa đầy đủ được không ạ? À, được chứ ạ. Wow, rồi ăn nhìn ngon quá. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Mình không biết ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào nữa ta. Hào hứng quá. Chào Mimi, cảm ơn con rất nhiều đã tới. Dạ, con chào bác sĩ. Dạ, hôm nay con cũng vui lắm bác sĩ. Hôm nay bác phải bận đi công tác một ngày nên là hôm nay con ở đây một mình. Nhưng mà để bác giới thiệu con vòng vòng để con quen nha. Dạ vâng ạ. Đây là phía phòng khám rồi chữa bệnh, thuốc men đầy đủ nha. Còn ở bên đây là khu vực dành cho các em có thể nằm nghỉ nè. Phía bên đây là các em thú cưng bình thường chỉ cần chờ người thân đến đón thôi. Còn bên đây là những em bò sát cần phải ở riêng. Đây là khu vực ở bên ngoài các em sẽ chơi và đi toilet ở ngoài đây. Các em mèo này sáng nay ở đây để tắm nắng nè. Còn phía bên đây là phòng nghỉ ngơi của bác sĩ. Nhưng mà con cứ tự nhiên nha. Dạ, được rồi, con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Bác trông chờ và con biết như Mimi. Thôi bây giờ bác phải đi rồi, không trễ. Rồi tối nay bác về rồi, gặp sau nha. Dạ dạ, con chào bác. Gặp lại con tối nay nha. Wow, đây là ngày đầu tiên mình được làm bác sĩ Thư Y luôn á. Đi vào trong nhà thôi mà các em mèo ơi, tắm nắng vậy là đủ rồi nha. Dễ thương quá đi các em mèo và em cuốn cưng ở đây dễ thương quá. 1, 2, 3, 4 các bốn mèo ở đây. Ồ, trên đây có các em chim nữa nè. Ồ, tụi em chim này chưa, hai tay bị bó bột. Ồ, ở bên đây có em rắn hả? Trời, mình sợ rắn lắm. Hả? Run với chán hả? Má, bác sĩ tận tình thử quá vậy trời. Bắt đầu ngày mới thế nào. Ơ, mấy con của ta. Ơ, dạ em chào anh ạ. À. Dạ chào chị, em tới đây để đón hai bé nhà em. Bác sĩ nói là hôm nay em quay lại để đón bé. Hai bé khỏe rồi. À dạ vâng, để em lấy hai bé cho anh nha. Dạ anh, đây hai bé nhà anh của anh đây ạ. À. Trong sổ sách của bác sĩ ghi lại thì em bé mèo nhà anh bị ngộ độc thức ăn nên là anh phải cẩn thận cho em bé đừng có ăn những đồ linh tinh nha. Dạ đây là thuốc để cho em bé bụng em bé đỡ lại nè, còn bé cún nhà anh thì không sao hết. Ồ, dạ cảm ơn chị rất nhiều, hên quá. Đây em gửi tiền cho chị nha. Rồi các con đi về thôi nào. Các bé nhìn có vẻ đói bụng nhỉ. Thôi để chị cho các em ăn sáng nha. Không dám đụng luôn á trời. Ê, cái đó là con của tôi đó. Bác sĩ nói hôm nay tôi tới đón em bé nè. Ố, dạ, dạ anh muốn em lấy em bé hả? Chứ ai nữa trời đất ơi, y tá lấy đi nhanh lên, con chăn của tôi. Cục vàng của tôi đó trời. À, dạ vâng. Ok, dạ, để chờ em chút xíu nha anh. Để. Không sao, vậy là con chăn thôi. Trời ơi, nhanh lên. Cục vàng bông bông của tôi, em biết khỏe mạnh rồi. Ủa, nó bị gì vậy chị? À, dạ bác sĩ có khai khai lại là em bé không bị sao hết. Chỉ là tại vì em bé buồn quá nên là không chịu ăn thôi. Ủa, vậy thôi hả? Trời, tưởng gì, cảm ơn. Y tá gì kỳ lạ. Thôi đi về đi con. Trời ơi, hên quá. Sao nó được đón rồi. Ăn thôi, ăn thôi nào. Rồi. À, bác sĩ ơi giúp tôi. À, có chuyện gì vậy ạ? À? Trời ơi, em bé của tôi chưa đi ị 3 ngày rồi. À dạ vâng, để em kiểm tra. À, ok, em bé để cô kiểm tra cho con nha. À, dạ em nhà anh chỉ bị táo bón thôi ạ. À. Đây có loại thuốc này sẽ giúp đỡ đây. Rồi, em bé chắc chắn sẽ cảm giác muốn đi ị sớm thôi ạ. À. Wow, trời ơi, thuốc hay quá vậy, em bé đi ị rồi. Trời ơi, tuyệt vời quá, hay quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều nha.
rửa tay sạch sẽ xong, bây giờ tới giờ mình ăn trưa thôi nào. Úi, cái cánh em chim này cũng được làm rồi nè. Em chim ơi, chắc là em đói lắm đúng không? Đây nè, cho em ăn một cái bánh của chị nha. Hi Mimi, hôm nay như thế nào rồi con? Dạ, hôm nay mọi thứ đều ổn hả bác sĩ? Wow, mọi thứ sạch sẽ quá nhỉ. Các em bé cũng đã được đón gần hết rồi. Giỏi quá con. Dạ, cảm ơn bác. Được rồi, cái gì vậy? Sao cái con sâu này với con dán lại đây? Ồ, con đâu biết đâu, con tưởng mình là thú cưng của ai. Trời ơi, ai bị nuôi thú cưng mấy con này? Ghiêu gớm quá.